Xin chào các bạn, mình đang đứng tại sự kiện VinFast VF3 chơi phải chất diễn ra từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 11 này tại quảng trường K-Town Ocean Park, Vinhome Ocean Park 2. Và tại sự kiện này chúng ta sẽ có cái gì? Thì đầu tiên, khoe tí, Ô Tô Cộng và Vodka VN là hai đơn vị bảo trợ truyền thông cho sự kiện này. VinFast V3 như các bạn đã biết rồi, tháng 10 vừa rồi VinFast bàn giao được 5.000 xe V3, một con số quá là chất lượng luôn. Và rõ ràng VF3 nó là một chiếc xe có thể nó sẽ không đáp ứng được đầy đủ tất cả những nhu cầu của mọi người. Tuy nhiên VF3 là một chiếc xe mà mọi người mang về, mua về và cá nhân hóa rất là nhiều. Nó là một cái nền rất đẹp và rất tuyệt vời cho mọi người cá nhân hóa. Thì cái sự kiện này sinh ra là để mọi người có thể mang chiếc xe của mình, có thể đến đây trưng bày cũng như khoe ra là chiếc xe của mình đã được thiết kế và cá nhân hóa như thế nào, đẹp ra sao và mang đến để khoe mọi người. Rõ ràng chúng ta có một sản phẩm độc đáo thì chúng ta cũng phải khoe mọi người, đúng không? Và tại sự kiện này mình đang thấy ở đây có hơn 10 gian hàng bao gồm rất nhiều mặt phụ kiện khác nhau cho chiếc VF3 cũng như là những chiếc xe khác. Thì ngoài việc đến đây các bạn có thể ngắm những bản độ rất đẹp của VF3 thì chúng ta có thể tham khảo những mẫu phụ kiện và từ đó có thể lựa chọn một cái phụ kiện phù hợp cho mình. Rồi, bây giờ đi vào trong sự kiện nhá. Ban tổ chức rất là tâm lý, họ đặt một chiếc xe zin ở đây để mọi người có thể biết được là chiếc xe đã biến hóa như thế nào. Và rất may là ngay bên cạnh đây là chiếc xe của chúng mình, được thực hiện bởi Dubai Care, một cái xưởng mà mình đã giới thiệu rất là nhiều rồi. Và cảm ơn Dubai Care đã thực hiện chiếc xe của chúng mình. Đây là chiếc VF3 của Vodka VN. Video chi tiết về chiếc xe này sẽ sớm lên sóng nhá, mình sẽ cố gắng. Nhưng mà thay đổi chiếc xe này là cái gì chúng ta có thể chia ra. Đầu tiên là bộ mâm, bộ mâm 6 chấu lấy âm hưởng từ bộ mâm Ray rất nổi tiếng, thì đẹp đúng không? Nhìn rất đẹp. Cái thứ hai, tiếp theo chiếc xe này đã có ghế da, đồng thời màn hình sau vô lăng thì mình chia sẻ rồi, nhưng mà đây có gương điện rồi nhá. Gương điện nhưng mà có cả cảnh báo điểm mù nha. Đây. Rồi, chi tiết về chiếc xe này thì chúng mình sẽ cố gắng chia sẻ trong thời gian sắp tới nhé. Bên cạnh cũng là một sản phẩm khác của Dubai Care mà thực ra nếu như các bạn quan tâm mạng xã hội sẽ biết đây là xe của TikToker Việt Chốp. Thì xe của anh Việt Chốp cũng lên một bộ mâm và khác với xe mình, khác với xe của công ty mình. Đó là xe của anh Việt Chốp lên một cái giá nóc và cũng đã minh họa luôn là giá nóc có thể để đồ bên trên nha. Bên trên này cũng lại một sản phẩm nữa của Dubai Care. Dubai Care rất mạnh về việc là thay đổi màu sơn, tức là lớp đề can bên ngoài, lớp wrap bên ngoài. Đây, ba chiếc xe với ba màu khác nhau, lớp wrap khác nhau. Và cũng chiếc xe này cũng có một bộ mâm độ. Đây là xe của IK. Thì IK là một cái thương hiệu hướng tới nhiều về phần công nghệ thông minh trong vận hành nhiều hơn, chứ không mạnh về phần về mặt ngoại hình. Đây là đây, họ sẽ còn thay đổi một chút về phần đây là ốp mâm này, ốp mâm chắc các bạn nhìn quen rồi. Còn đâu cái chính của IK kia, đó là cam hành trình cũng như là các thiết bị, cũng như là cam 360 hay là màn hình. Thì chiếc xe này mình đang không có chìa khóa nên mình không bật lên các bạn được. Rồi mình đi tiếp cái xe tiếp theo nhá. Kia là xe của Trung Auto, xe của Vietmap. Rồi, Vietmap là một cái app mà mình rất hay sử dụng. Và nếu như các bạn hay lơ ngơ đi trên đường mà không chú ý như mình thì mình khuyên các bạn nên mua một gói Vietmap để sử dụng. Theo đi sang đây chúng ta có một cái bản độ khác. Nó đã đổi sang cái phối màu wrap, nó giống với chiếc VF8 Lux Plus. Hình như đúng cái màu mà hôm trước bọn mình làm video đúng không? Đúng rồi. Và đằng sau kia xe của U-Tour, iSensing. Họ độ rất nhiều. Các bạn có thể thấy thay đổi mặt ca lăng sang phong cách giống của Prabus này. Có giá nóc này và thậm chí là có cả cái cầu thang này bước là thật lên đúng không anh? Đây anh có thể trải nghiệm luôn. Anh trèo lên trên ngồi cũng được. Nhưng mà nhỡ có vấn đề gì em không chịu nha. Ok, em vào luôn. À đây. Tôi ghi nhận là cái cầu thang này có thể sử dụng. Mình nặng gần 70 cân và chưa thấy có vấn đề gì xảy ra. Thôi. Xem mình thay đổi những cái gì hả anh nhỉ?
xe. Em thấy là có vẻ đang có một hệ thống âm thanh mới đó đúng không? Dạ vâng, cái này là âm thanh thì bọn em lắp thêm thôi, còn chủ yếu các sản phẩm trên xe này nó liên quan đến sản phẩm công nghệ an toàn và điện tử của bên em. Vâng. Chủ yếu đầu tiên là cam gương. Cam gương này sẽ tích hợp cả cam gương trước và cam gương sau. Ngoài cam gương này nó có hệ thống mắt AI ADAS, nó sẽ có 12 tính năng cảnh báo an toàn cho mình để mình có thể tham gia trải nghiệm. Anh thể vào trong xe để trải nghiệm được. Theo như em hiểu như thì là bọn anh sẽ độ lên một cái hệ thống ADAS lên chiếc xe này luôn đúng không? Dạ vâng, đây ạ. Đây là hệ thống ADAS. Cam gương của nó sẽ là cam gương Ultua C3M, nó có tính năng ghi hình lên tới 2K. Được. Ngoài ra nó sẽ có 12 tính năng ADAS và cảnh báo đêm mù. Ở đây mình sẽ điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt. Đây là các tính năng của nó. Anh có thể xem qua. Rồi, tức là chiếc xe này ngoài việc là nó có một cái ngoại hình mới hoàn toàn ra thì nó còn được áp dụng rất nhiều công nghệ về khả năng vận hành cũng như hỗ trợ lái. Đây, mình sẽ không chia sẻ nhiều chiếc xe này để các bạn buộc phải đến cái sự kiện này để xem là U-Tour đúng không ạ? U-Tour mang gì đến chiếc VF3 đó. Không, em hỏi tí nhé là làm cái xe này hết tầm bao tiền anh nhỉ? Cái tiền độ thôi đấy. Cái này thì em cũng không được biết là giá trị thực của nó là bao nhiêu. Vâng. Đây em chỉ anh là hiện tại chắc là nó khoảng đôi trăm, vài trăm. Đôi trăm là đập thêm một con VF3 lên nữa còn đâu đúng nữa. Đúng rồi ạ. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Hôm nay thì thực ra thời điểm quay video này là đang ở buổi trưa, và buổi trưa thì nắng quá mọi người không đến, nhưng mà từ sáng giờ thì có nhiều người quan tâm đến gian hàng của mình chưa anh? Dạ, hiện tại xe này từ sáng giờ trưng bày cũng đã rất nhiều người quan tâm hỏi. Những lúc nãy anh có thể thấy là có hai anh chị cũng đang hỏi sản phẩm. À. Ngoài ra từ sáng giờ rất nhiều anh chị đã đến đây quay chụp review vì nhìn xe này rất là chất. Thứ hai nữa là rất là nhiều sản giải sản phẩm công nghệ. Nó có cả những cái liên quan đến Android này, cái liên quan đến an toàn này, hành cam hành trình này, cốp điện này, cam 360, cho nên là mọi người rất quan tâm rất là nhiều. Đấy, như đầu video mình nói rồi, cái xe này nó không hề đắt, nhưng mà nó là một cái xe mọi người mang về và chơi rất nhiều. Và các bạn có thể thấy ở kia thì có một con xe, một cái biển thì chắc phải bằng mấy cái xe, còn ở đây một cái xe nữa đập tiền đồ vào là bằng thêm một con VF3 lên nữa đó. Thì các bạn đến sự kiện nhé để xem là anh em VF3 chơi như thế nào. Rồi, em cảm ơn anh ạ. Dạ, chúc mọi người đông khách ạ. Dạ, cảm ơn. Nếu như các bạn hay xem YouTube thì cũng biết cái xe này, đây là xe của bên Auto Daily, mà hình như xưởng đại diện cho chiếc xe này đó là CNT Car Spa. Đó. Xe này thì rất nhiều logo, như một cái xe đua ấy, rất nhiều logo của các nhà tài trợ cũng như là được thay bộ mâm mới. Nhưng mà xe của bên này các bạn thấy kia có làm mát ghế, và chắc chắn cái ghế này là ghế điện rồi. Ở kia cũng lấp ló một cái loa. Chiếc xe này có vẻ như là cũng đã được thay đổi một hệ thống âm thanh khác. Đó là những cái xe mà ở thời điểm hiện tại mà mình có thể chia sẻ với các bạn. Mình sẽ không chia sẻ sâu về bất kỳ một cái xe nào cả, mà các bạn sẽ phải đến đây chơi. Ocean Park 2 là một cái không gian mà nó rất là rộng rãi, rất là thoáng để mọi người có thể đến chơi với rất nhiều dịch vụ cùng với đó. Ngoài những chiếc xe đến ngắm cái xe ở đây này, nếu như bạn VF3 thì đến đây có thể tham khảo những món đồ độ. Nếu không đi VF3 không sao, chúng ta có rất nhiều gian hàng ở đây. Mình có Vietmap này, nâng cấp ánh sáng của X-Line này, nâng cấp tiện ích phụ kiện của VinFast mà mình có thấy kia là đang ở loa, những bộ âm thanh nâng cấp. Ở kia chúng ta có Carsen là chuyên cung cấp thảm. Thảm là một cái vật dụng mà chắc chắn là bất kỳ ai mua xe mới về, phim cách nhiệt này, cam hành trình này, và thảm là một trong những cái phụ kiện chắc chắn là bất kỳ ai mua xe cũng phải lắp lên xe đầu tiên. Rồi chúng ta có EV, hệ thống cung cấp hệ thống chạm sạc tại gia. Rồi tiếp theo chúng ta có giảm sóc cho ô tô điện cũng như là gương điện tử AZCAM G14K. Cái gương này bọn mình đang sử dụng trên chiếc VF7 và thực sự là nó rất là hay nhé. Nó cho chúng ta một cái góc nhìn đằng sau nó rất là rộng, nên là đi ngoài đường nó sẽ tự tin hơn. Và các bạn thấy thế mạnh luôn của Atom đến sự kiện này. Atom chúng mình vừa mới nhờ bên đấy cái cầu nâng ấy. Rất cảm ơn Atom vì đã hỗ trợ chúng mình về video đấy. Và hôm nay đến với VinFast VF3 chơi phải chất. Họ mang đến rất nhiều những bộ mâm cũng như bộ lốp để nâng cấp xe. Tiếp đến phim cách nhiệt top 1 USA, cung cấp về phim cách nhiệt. Phim cách nhiệt thì rất là cần thiết đúng không? Rồi chúng ta có Dubai Care, một xưởng độ mà mình chơi với anh em rất nhiều, nên là vào đây mình sẽ
Anh Đại. Dạ. Dubai Care là một cái xưởng của mình rất hay ra vì nó gần nhà mình và mình chơi với anh em rất là nhiều. Thì không biết là riêng xưởng này thì mình sẽ ưu ái. Và không biết là hôm nay đến với sự kiện thì Dubai Care mang đến những sản phẩm gì nhỉ? Sao em thấy có cả Bicarbon đây này. Bicarbon à? Giới thiệu qua với mọi người ở trên kênh Waka đây chính là đây là một cái món trò chơi chứ không phải là một tức là không phải sản phẩm này. À rồi ok, vâng. Ok. Thì thật còn... ra là đây giới thiệu qua với một chút về anh em ở trên kênh đó chính là đối với các nhà mình hôm nay tham gia sự kiện với mục đích vui là chính. Đó, và thứ hai nữa là nhằm mục đích thiện nguyện. Đó, được. Như ban tổ chức đã từng công bố đấy. Ở đây gian hàng nhà mình thì thật ra không trưng bày quá là nhiều những cái trang thiết bị cho VF3. Được. Gọi là chỉ những cái cơ bản mà nhà mình đã từng nghiên cứu ra cho VF3. Thế sao mà nhà anh mang đến ba cái con VF3 độ ngoài kia sao anh bảo không mang cái gì? Đây, ba chiếc VF3 ngoài kia thì như các bạn vừa rồi có thể xem qua đấy. Được. Thì là nó phù hợp với từng cái nhóm người khác nhau, nhóm người sử dụng khác nhau. Thứ nhất là sử dụng cho cái việc đi lại hàng ngày này. Thứ hai nữa là chơi một chút này. Thứ ba là cá tính. Được. Năng động đó, thì đây là ba cái mẫu xe mà nhà mình cũng đã lên demo và mang đến đây để tham gia cái sự kiện ngày hôm nay, chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem đó. Và chia sẻ một chút mọi người là lần nào mình qua Dubai cũng thấy rất nhiều VF3, thì có vẻ như Dubai nhận được sự tín nhiệm rất nhiều từ những chủ xe VF3 đúng không anh? Thật ra thì cũng phải cảm ơn tất cả những khách hàng đã và đang sở hữu VF3. Thì đúng là trong thời gian bắt đầu xuất hiện VF3 trên thị trường Việt Nam ấy, thì cũng đã được rất nhiều anh chị ủng hộ, qua Dubai Care ủng hộ. Thì đấy là một cái niềm vinh dự đối với Dubai Care nhà chúng em. Đó. Trộm vía gọi là trộm vía. Rồi. Mọi người đi nghỉ trưa đúng không? Đấy, mọi người đang nghỉ trưa rồi. Rồi. Thế chúc anh đông khách nhá. Mà thôi hình như là xưởng anh cần gì đông khách nữa. Em thấy lần nào qua cũng kín xưởng còn gì nữa. Ui, nếu như mà nói thô ra thì đúng là đồng thật. Không ai đủ được, bảo là nhiều khi anh em hay đến trêu cứ bảo là nhà này buôn xe chứ không phải là làm dịch vụ xe em ạ. Đó. Rồi, ok, rất là cảm ơn mọi người đã ghé thăm gian hàng nhà Dubai Care nhà mình nhé. Rồi, ưu ái riêng cho Dubai Care vì đội này mình chơi. Và thực ra là Dubai Care thực hiện xe cho nhà mình chứ VF3 bởi nên mình giới thiệu kia nên là gọi là ưu ái riêng cho Dubai Care nhá. Rồi, U-Tour mình vừa chia sẻ rồi. Gian hàng U-Tour họ áp dụng rất nhiều công nghệ lên chiếc VF3. Và cuối cùng là IK mình cũng đã giới thiệu rồi. Đây là một thương hiệu mà cũng áp dụng công nghệ nhiều lên xe. Đến với VinFast VF3 chơi phải chất thì ngoài việc là chúng ta được ngắm xe này, chúng ta được xem những trang phụ kiện này, thì sẽ có những cái màn âm nhạc cũng như DJ vào buổi tối, cũng như là có lái thử. Đây, các bạn thấy cái bút đăng ký lái thử ở kia và phụ kiện chính hãng của VinFast cũng ở đây. Thế nên là nếu như mọi người rảnh vào 2 ngày cuối tuần, đó là ngày 16 và ngày 17 tháng 11, thì mời mọi người đến với VinFast VF3 chơi phải chất, diễn ra tại K-Town, tại Vinhome Ocean Park 2. Đây là một quảng trường rất là rộng và mọi người đến đây có thể đi dạo và ngắm xe. Xin cảm ơn và nhớ đến sự kiện nhé.